Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất, sáng ngày 24 tháng 11, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị gặp gỡ với các nghệ sĩ kiều bào, những đại sứ văn hóa là cầu nối quan trọng giúp xây dựng quảng bá một hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 1946. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng 600 đại biểu tại điểm cầu nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong lịch sử 4.000 năm dân tộc. Với một phạm trù rất rộng và dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau, văn hóa Việt Nam trải qua những biến đổi, thăng trầm đã được tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và góp phần đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Khi đã nói đến văn hóa là nói đến những gì mà là tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Người ta nói một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa, rồi lối sống văn hóa, nếp sống văn hóa, cách ứng xử có văn hóa, vân vân. Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi là vô văn hóa, là phi văn hóa, là phản văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp, mà còn là sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Điểm lại những dấu mốc kể từ khi Cách mạng tháng 8 thành công đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những quan điểm của Đảng, khẳng định vị trí, ý nghĩa và vai trò của văn hóa. Ngay từ trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng đã đề cập đến vấn đề phải phát triển văn hóa của dân tộc. Và năm 1943, Đảng ta đã đề ra đề cương văn hóa Việt Nam, trong đó chỉ rõ mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng ta khẳng định, trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Và hai vế, xây dựng con người và môi trường nữa. Chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế, xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ, chú trọng sự nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ công chức. Đảng ta cũng đã xác định chủ thể xây dựng và phát triển văn hóa là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng, nhấn mạnh đến phát huy tối đa các nguồn lực từ nhà nước và xã hội, từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng,
đây là lần đầu tiên Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Tổng Bí thư cũng yêu cầu một trong những giải pháp để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển văn hóa là phải khắc phục tư tưởng duy kinh tế, chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Phải quán triệt quan điểm, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đây là quan điểm chỉ đạo rất cơ bản, cần phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Vào chiều tối ngày 24 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ngài Kishida Fumio được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Kishida khẳng định quan hệ hai nước phát triển vượt bậc những năm gần đây và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ 13, Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng và lâu dài. Trên cơ sở khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, giữ vững cam kết đối với các nhà đầu tư. Thủ tướng Chính phủ nêu một số đề xuất cụ thể về thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có tăng cường kết nối kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, tiếp nhận thực tập sinh và hỗ trợ nâng cấp các trường đại học Việt Nam. Thủ tướng Kishida khẳng định hỗ trợ toàn diện Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị vật tư y tế khác. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Hai thủ tướng cũng nhất trí việc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng hiệu quả, thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trang bị quốc phòng, quân y, an ninh mạng, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, nhất trí tăng cường phối hợp hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao năm 2023, xem xét mở lại đường bay thương mại, triển khai hộ chiếu vaccine. Hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, thông qua phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn như đường bộ cao tốc Bắc Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc, chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam, phát triển đô thị thông minh, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường chuỗi cung ứng, triển khai sáng kiến chuyển đổi số và sáng kiến đối tác hợp tác đổi mới công nghệ và sớm triển khai sáng kiến đa dạng hóa chuỗi cung ứng giữa hai nước. Nhân dịp này, hai thủ tướng nhất trí tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhằm đáp ứng các nhu cầu mới phát sinh và lợi ích của hai nước. Hai thủ tướng hoan nghênh hai nước ký hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nhất trí thúc đẩy đàm phán hiệp định dẫn độ tội phạm và hiệp định bảo hiểm xã hội. Hai thủ tướng nhất trí hợp tác chặt chẽ để tăng cường và mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam sang Nhật Bản. Thủ tướng Kishida khẳng định cộng đồng người Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế và xã hội Nhật Bản. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong xử lý các vấn đề liên quan tới thực tập sinh, lưu học sinh Việt Nam. Hai thủ tướng giao các cơ quan chức năng của hai nước cùng nhau làm việc để giải quyết việc cải thiện môi trường, điều kiện sống và an sinh xã hội của thực tập sinh và lưu học sinh Việt Nam. Về vấn đề khu vực và quốc tế, hai thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.
về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC, sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất và có hiệu lực pháp lý. Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã chứng kiến lễ trao 10 văn kiện hợp tác giữa các bộ, địa phương, doanh nghiệp hai nước, đồng thời có cuộc họp báo về kết quả của cuộc hội đàm. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã chứng kiến lễ trao Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần 4 của dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tòa Hũ, Bến Nghé, Đội Tẻ, giai đoạn 2. Công hàm trao đổi phi dự án, trang thiết bị chuyên dùng vận tải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải. Kế hoạch hợp tác chung về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 giữa Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý. Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác an ninh mạng. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế và Công ty Dược phẩm Shionogi của Nhật Bản. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC. Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và chính quyền tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam và Hiệp hội Toàn quốc về hỗ trợ phát triển nhân lực nước ngoài Nhật Bản. Phát biểu trước báo chí hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio cho biết cuộc hội đàm diễn ra rất thành công và hai bên đã trao đổi về phương hướng phát triển quan hệ hai nước sau đại dịch COVID-19. Để tăng cường ứng phó về đại dịch COVID, lần này Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam 1.540.000 liều vaccine. Ngày mai vaccine này sẽ về Việt Nam cùng chuyên cơ của Thủ tướng. Tôi đã đề nghị Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng Nhật Bản mong muốn Việt Nam sẽ trở thành trung tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID để mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Tôi đã nhận được cam kết mạnh mẽ của Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng Việt Nam sẽ nỗ lực tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản. Hai bên nhất trí cao, một là tăng cường tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc đặc biệt là cấp cao, tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh các cơ chế đối thoại, hợp tác, coi nhau là đối tác quan trọng hàng đầu, và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực. Hai là tăng cường hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ. Ngài Thủ tướng Kishida khẳng định tiếp tục hỗ trợ và hợp tác Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thúc đẩy các sáng kiến về hợp tác đối tác công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam. Ba là tiếp tục tăng cường hợp tác nâng cao năng lực y tế, nhất là y tế dự phòng, sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, vào ngày 24 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko, tiếp ông Sei Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Nachio. Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của Thượng viện và cá nhân Chủ tịch và sự phát triển của quan hệ hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có việc ủng hộ Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác lập pháp, phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị hai nước, tăng cường phối hợp hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nhật Bản tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Đồng thời mong muốn Thượng viện Nhật Bản ủng hộ các kế hoạch hợp tác lớn giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa các địa phương hai nước.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko đánh giá cao việc hai bên ủng hộ lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai nước và sẽ ủng hộ chính phủ Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội. Tại cuộc tiếp ông Shi Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mối quan hệ tin cậy, đoàn kết truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Chủ tịch Shi Kazuo và Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa hai nước, hai Đảng Cộng sản, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, các cơ chế đối thoại, trước hết là thu xếp sớm có cuộc trao đổi lý luận giữa hai đảng, tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch Shi Kazuo hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. Tại cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn và mong các nghị sĩ thuộc đảng luôn ủng hộ các đề xuất liên quan đến Việt Nam của chính phủ Nhật Bản. Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, tin cậy, lâu dài. Thủ tướng cũng đề xuất Đảng Công minh có các hoạt động giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với phía Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như quản lý, quản trị, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tài nguyên, giao thông vận tải, du lịch. Chủ tịch Đảng Công minh khẳng định, Đảng Công minh đã và sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, luôn ủng hộ, hỗ trợ người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 24 tháng 11, đối thoại với các nhà đầu tư hàng đầu Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản. Thủ tướng nhấn mạnh, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, có thể khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản chưa bao giờ tốt như bây giờ và tin tưởng rằng trong tương lai sẽ còn tốt hơn. Nhật đang là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, Thủ tướng cho biết hai nước đang bàn và tin rằng sẽ sớm có ODA thế hệ mới, với nội hàm mới, cách làm mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của đồng vốn ODA. Thủ tướng kỳ vọng rằng trong tương lai, hai bên sẽ có những hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là hợp tác kinh tế, đầu tư của các doanh nghiệp. Đồng thời cho biết định hướng sắp tới của Việt Nam là ưu tiên phát triển xanh, hài hòa với thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Phát triển thì phải nhanh nhưng mà phải bền vững, phát triển hiện đại nhưng mà phát triển phải an toàn, phát triển phải hài hòa giữa kinh tế và xã hội và giữa kinh tế với môi trường. Và chúng tôi cũng khẳng định là không đánh đổi cái an sinh xã hội và môi trường để chạy theo cái tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Và trong cái quá trình phát triển như vậy thì chúng tôi luôn luôn gặp những cái thách thức và khó khăn. Nhưng mà càng thách thức, càng khó khăn thì chúng tôi lại càng đoàn kết, càng thống nhất và vượt qua cái khó khăn đó bằng chính cái nội lực của mình. Còn tất nhiên không thể thiếu được cái sự hợp tác quốc tế. Thủ tướng tin rằng đó là những thế mạnh mà Việt Nam có thể trông đợi, tin tưởng từ các nhà đầu tư Nhật Bản, vốn rất hiểu và có nhiều thành công ở thị trường Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang triển khai chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục rất rõ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã làm việc với các lãnh đạo tập đoàn lớn của Nhật về vấn đề chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là vấn đề toàn cầu nên cách tiếp cận phải toàn cầu, tác động tới mọi người dân nên cần cách tiếp cận toàn dân. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số trên cơ sở thực tiễn, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số, dành nguồn lực tài chính phù hợp, hiệu quả, khoa học, phát triển nền tảng công nghệ và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh hợp tác công tư trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn, đồng thời khẳng định Việt Nam có cách tiếp cận riêng trong chuyển đổi số, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, nhưng không tách rời cách tiếp cận chung của thế giới. Tại hội nghị trực tuyến giới thiệu kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào chiều ngày 24 tháng 11, ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương, và ông Tống Đào,
trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đánh giá cao kết quả và ý nghĩa của hai hội nghị mới đây của hai nước. Hai bên đã trao đổi về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục xây dựng đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị phát triển, thúc đẩy hợp tác kiểm soát tốt bất đồng trên biển, góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước tiếp tục giành được những kết quả lớn hơn nữa trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 24 tháng 11, số bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tăng cao chưa từng có, với gần 26.000 trường hợp, đưa tổng số ca khỏi bệnh trên cả nước đợt dịch này lên hơn 934.000 người. Về số mắc mới trong nước, ngày 24 tháng 11, ghi nhận 11.789 ca tại 59 tỉnh, thành phố. Tổng số vaccine đã tiêm đạt gần 113 triệu liều, trong đó mũi 1 là hơn 67,8 triệu liều, còn mũi 2 là hơn 45,1 triệu liều. Như vậy, tỷ lệ bao phủ tiêm đủ liều đã đạt gần 60% dân số từ 18 tuổi trở lên. Đến thời điểm này, đã có 29 tỉnh, thành phố trên cả nước tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập ở trên, Hội nghị văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã thu hút được sự chú ý quan tâm của người dân trong nước và cả kiều bào ta ở nước ngoài. Bên cạnh những đại biểu kiều bào trực tiếp tham dự hội nghị, thì nhiều bà con hiện đang định cư tại nước ngoài cũng mong muốn được cùng tập thể, đội ngũ các văn nghệ sĩ, trí thức trong nước đóng góp ý kiến cho sự phát triển văn hóa nước nhà. Và sau đây là ghi nhận ý kiến đánh giá và kỳ vọng của bà con kiều bào về hội nghị lần này. Tôi cũng may mắn là được là một đại biểu tham dự cái sự kiện này. Đối với chúng tôi thì văn hóa luôn luôn là một cái vấn đề rường cột kết nối giữa kiều bào của chúng ta trong và ngoài nước. Bởi vì chỉ có văn hóa nó mới là cái mẫu số chung. Chúng tôi ví Việt Nam như là một cái gốc mà kiều bào chúng tôi là những cái ngọn tuy xa quê hương tổ quốc nhưng mà những cái gốc luôn luôn là hướng về. Do đó là những cái hội nghị như thế này là bà con của chúng tôi là mong muốn có những cái chính sách, có những cái cuộc thảo luận, những cái thông tin để mà đặt nặng về cái vấn đề mà văn hóa dành cho thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài. Mặc dù hiện nay là quê hương đất nước của chúng ta rất là thông thoáng trong cái việc đi về với nhau, nhưng do hoàn cảnh đời sống địa lý cho nên những cái văn hóa nó cũng phần nào nó cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi rất quan tâm tới hội nghị văn hóa toàn quốc lần này. Bởi chúng tôi là những người sống xa quê hương nhiều năm, đã cảm nhận, thấu hiểu rằng văn hóa là cội nguồn của dân tộc, là bản sắc của mỗi quốc gia. Tôi thấy hội nghị văn hóa lần này đã đề cập đến nhiều vấn đề có tính chất thời sự. Bởi vậy, chúng tôi mong muốn Đảng và Chính phủ sẽ quan tâm và có nhiều chính sách thiết thực hơn nữa trong việc gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam ở nước ngoài cho cộng đồng kiều bào. Qua đó, chúng tôi sẽ trở thành những cầu nối để quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Những năm gần đây, kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam đã được cả thế giới ghi nhận. Nhưng tên tuổi của Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn trong các lĩnh vực văn hóa trên thế giới. Theo tôi, đã đến giai đoạn Việt Nam cần khẳng định vị thế của mình không chỉ qua những con số về GDP, về tỷ trọng xuất khẩu mà cần xây dựng một giá trị nền văn hóa Việt Nam với những nét riêng của mình nhưng đồng thời sẵn sàng mở cửa và hội nhập với thế giới. Bên cạnh đó, một nền kinh tế chỉ có thể phát triển một cách ổn định, bền vững trên cơ sở một nền văn hóa lành mạnh, các giá trị con người, giá trị văn hóa, giá trị dân tộc được coi trọng. Điều này theo tôi đối với xã hội Việt Nam bây giờ đang rất cần. Trong cái bối cảnh hiện nay khi mà dịch bệnh đang hoành hành ở trên thế giới và vị thế của Việt Nam trong những năm vừa qua cũng lên rất cao, thì theo tôi cái việc tổ chức cái hội nghị văn hóa toàn quốc là một cái hội nghị hết sức có ý nghĩa. Qua cái hội nghị này để chúng ta đánh giá những việc đã làm được, đã thành công trong nhiều năm qua và những cái tồn tại ở trong cái đất nước mình về lĩnh vực văn hóa. Và qua đó để chúng ta khắc phục những cái tồn tại, giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, nhưng mà cũng phải vận dụng, sáng tạo để nó phù hợp với cái tình hình phát triển của thế giới hiện nay. Sau cái hội nghị văn hóa toàn quốc này thì các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ
nó sẽ có một cái dấu mốc để khởi sắc, và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng rất trông chờ là sau cái hội nghị sẽ có những cái biến chuyển về văn hóa đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Vâng, có thể nói trong suốt nhiều năm qua, cùng với các nghệ sĩ ở trong nước thì một bộ phận cộng đồng nghệ sĩ kiều bào ta ở nước ngoài đã không ngừng duy trì và phổ biến âm nhạc truyền thống dân tộc tại nước sở tại. Họ chính là những đại sứ văn hóa, là cầu nối quan trọng giúp xây dựng quảng bá một hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc. Và ngay cả trong những ngày tháng khi mà châu Âu trở thành tâm dịch của thế giới, họ vẫn không ngừng tìm cho mình những cách thức để tiếp tục đam mê mang văn hóa truyền thống Việt Nam tới với bạn bè quốc tế. Là nghệ sĩ, khi phải dừng biểu diễn, điều đó rất là kinh khủng. Mặc dù chúng tôi là những người có tính cách khá mạnh mẽ, vậy mà nhiều khi buổi sáng thức dậy chúng tôi cứ tự hỏi, điều gì đang xảy ra vậy? Tương lai, cuộc sống này rồi sẽ ra sao? Không có sân khấu, không có khán giả. Vợ chồng anh Hùng và chị Hoa chơi đàn ngay tại sảnh của trường nhạc Scott Takowicz ở Berlin để giới thiệu cho đoàn làm phim của Berlin một chút về âm nhạc dân tộc của Việt Nam. Chính quyền Berlin muốn thông qua những hình ảnh chân thật này nói về sự cố gắng của giới nghệ sĩ trong đại dịch Covid-19. Bắt đầu từ hôm giãn cách toàn thành phố, tôi chuyển sang dạy học sinh qua online. Ngoài cái chuyện mình dạy học thì mình cũng phải làm thế nào đó để mà có thể vượt qua được cái khủng hoảng về tâm lý, không chỉ cho mình mà cho học sinh. Thế mạnh chính của chúng tôi là âm nhạc. Nhờ có âm nhạc nên chúng tôi đã gắn kết được với nhau gần 40 năm. Và cũng chính nhờ có âm nhạc đã giúp cho chúng tôi vượt qua được bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Pháp cũng đã hơn 20 năm. Giáo sư âm nhạc dân tộc Hồ Thủy Trang cũng không nghĩ sẽ có lúc chị phải dừng mọi hoạt động biểu diễn và chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy online. Xác định đây là thời điểm khó khăn chung của toàn xã hội, nên chị nhanh chóng vượt qua, duy trì kết nối với các em học sinh bằng nhiều hình thức giảng dạy để không làm gián đoạn việc truyền bá âm nhạc dân tộc truyền thống của Việt Nam tại Pháp. Các buổi học, các buổi lên lớp được giảng dạy qua mạng và Thủy Trang không ngừng động viên học sinh. Thủy Trang đã làm những video giảng dạy về kỹ thuật đàn tranh để cho các bạn nước ngoài cũng có thể tìm hiểu và khám phá tính năng đa dạng của âm nhạc của Việt Nam. Họ sẽ yêu mến hơn âm nhạc Việt Nam. Đó là cái mục đích mà Thủy Trang luôn đam mê, là giữ gìn, trao truyền và quảng bá văn hóa Việt. Đối với người nước ngoài sống bằng âm nhạc dân tộc trên đất nước họ đã khó, người Việt Nam sống bằng âm nhạc dân tộc tại nước sở tại lại càng khó hơn. Nhưng bằng đam mê và tâm huyết của nhiều nghệ sĩ kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, thì chắc chắn âm nhạc truyền thống Việt Nam không những được sống mà còn được lan tỏa và giới thiệu ngày càng sâu rộng tới bạn bè quốc tế. Một cái dân tộc mà mất đi cái nền văn hóa của mình thì dễ đi tới cái việc mất nước. Bởi vì văn hóa của mình không thương. Người nước ngoài họ đánh giá một cái dân tộc, không phải họ nhìn cái diện tích hay là dân số, mà họ nhìn vào cái tinh thần của dân tộc, của cái nước đó. Văn hóa nghệ thuật là cái nhịp cầu ngắn nhất để cho các dân tộc xích lại gần với nhau, trao đổi, học hỏi, thương yêu nhau. Câu chuyện về những nghệ sĩ kiều bào vẫn đang không ngừng tiếp nối và quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc trong phóng sự vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.